Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Bitcoin đã tăng lên mức gần 42.000 đô la ở thời điểm hiện tại, chặn đứng đà giảm giá diễn ra trong suốt tuần qua. Mark Kaiser, người ủng hộ Bitcoin và là cố vấn cho Tổng thống El Salvador Nayib Bukele, gần đây đã đưa ra dự đoán của mình, cho rằng giá trị của Bitcoin sẽ tăng vọt, đặt mục tiêu trước mắt là 50.000 đô la. Dự báo này được đưa ra trong bối cảnh có nhiều hoạt động sôi nổi trên thị trường tiền điện tử, bao gồm các chuyển động lớn của Grayscale và số địa chỉ Bitcoin hoạt động ngày càng tăng. Những phát triển gần đây trong lĩnh vực tiền điện tử, đặc biệt liên quan đến Bitcoin, đã thu hút được sự quan tâm đáng kể. Mark Kaiser, một người theo chủ nghĩa tối đa hóa Bitcoin lâu năm, đưa ra dự đoán của mình dựa trên các biến động khác nhau của thị trường, bao gồm các hoạt động gần đây của Grayscale và sự tham gia của các tổ chức tài chính lớn trong lĩnh vực tiền điện tử. Grayscale đang thanh lý một lượng lớn Bitcoin, tổng trị giá hơn 1,6 tỷ đô la. Theo Mark Kaiser, động thái này đã mang lại sự cân bằng trong trạng thái của GBTC. Ông hình dung ra một kỷ nguyên mới cho Bitcoin từ năm 2024 đến năm 2028, được thống trị bởi những người chơi quan trọng như BlackRock và các tổ chức khác ở phố Wall. Kỷ nguyên này tiếp nối giai đoạn trước đó do Michael Saylor và công ty MicroStrategy của ông dẫn đầu, bắt đầu tích lũy Bitcoin vào tháng 8 năm 2020. Bên cạnh đó, nhà phân tích Ali đã báo cáo sự gia tăng đáng kể về số lượng ví Bitcoin đang hoạt động, đặc biệt là những ví nắm giữ lượng Bitcoin hơn 1 triệu đô la. Những dấu hiệu này cho thấy sự tham gia ngày càng tăng của các nhà đầu tư lớn, hay còn gọi là cá voi. Tuy nhiên, một xu hướng tương phản được thấy ở các nhà giao dịch Bitcoin nhỏ hơn, với số lượng ví nắm giữ khoảng 4 Bitcoin giảm đáng kể. Xu hướng này có thể chỉ ra một giai đoạn điều chỉnh của thị trường, có khả năng dẫn đến sự phục hồi giá. Ví tích lũy Bitcoin được biết đến với việc giữ và không bán Bitcoin, hiện sở hữu tổng cộng khoảng 1,7 triệu Bitcoin. Việc nắm giữ đáng kể này thể hiện niềm tin ngày càng tăng vào Bitcoin như một khoản đầu tư dài hạn và một kho lưu trữ giá trị. Một thông tin tích cực khác, nhà phân tích James Seyfarth của Bloomberg chỉ ra rằng hôm qua là ngày dòng tiền chảy ra thấp nhất đối với GBTC kể từ ngày đầu tiên giao dịch. Vào thứ Sáu, ngày thứ 11, dòng tiền rút GBTC chỉ ở mức 255,1 triệu đô la, đưa dòng tiền ra tích lũy của quỹ lên khoảng 5 tỷ đô. Grayscale đã chuyển gần 113.000 Bitcoin từ khoản nắm giữ của mình. Điều đáng chú ý là dòng vốn đổ vào các quỹ Bitcoin ETF Spot. Sau 10 ngày giao dịch, các quỹ ETF này đã mua khoảng 134.000 Bitcoin trị giá 5,6 tỷ đô. Hoạt động mua tăng vọt này phần nào cân bằng những lời chỉ trích mà Grayscale phải đối mặt từ cộng đồng Bitcoin. Nhưng trong ngắn hạn, các công ty khai thác vẫn có thể khiến Bitcoin gặp khó khăn. Dữ liệu on-chain cho thấy, dự trữ Bitcoin của thợ đào đã giảm đáng kể, kèm theo sự gia tăng Bitcoin trên các sàn giao dịch. Dòng chảy từ thợ đào đến các sàn giao dịch đã tăng gấp 3 lần, báo hiệu áp lực bán đáng kể từ các thợ đào. Các công ty khai thác thường tận dụng lợi nhuận trước sự kiện halving để trang trải chi phí hoạt động, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các khoản đầu tư trong tương lai. Chiến lược này ngày càng trở nên quan trọng khi sự cạnh tranh trong hoạt động khai thác Bitcoin leo thang sau mỗi đợt halving, trong đó phần thử khối giảm một nửa, làm giảm thu nhập của người khai thác. Để duy trì tính cạnh tranh, các thợ đào phải đầu tư vào công nghệ và thiết bị khai thác tiên tiến, hiệu quả hơn. Việc thanh lý một phần dự trữ Bitcoin của họ sẽ cung cấp vốn cần thiết cho các khoản đầu tư chiến lược này. Xu hướng này cực kỳ quan trọng đối với các nhà đầu tư vì áp lực bán tăng cao từ các công ty khai thác có thể ảnh hưởng đến giá ngắn hạn của Bitcoin. Hiện tại, khối lượng giao dịch của Bitcoin đã giảm đáng kể từ 31 tỷ xuống còn 15 tỷ đô la. Ngoài ra, số lượng người nắm giữ Bitcoin cũng giảm mạnh trong vài ngày qua. Những yếu tố này có thể đóng một vai trò lớn trong việc giảm giá Bitcoin trong ngắn hạn. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.